biết đâu không? Rồi đâu cái rồi, đó xong rồi, cảm ơn Khanh. Cô Tám đó là tại nhà mà. Con mất cái tất nhiên. Ừ. Đi về con này nè. Xuống không?
là bên ông Vân. Thì sau tao lại đi ấy cho mày. Mày mới mở cái bên. Đậu quán à. Là đi ăn bên. Tao đi ăn bên cho bỏ đi. Mày mở. Nó còn thật chết rồi nè. Xin là phục cháu. Ít rồi. Họ tìm hào tìm hào mà. Ở em bên xin người sáng. Bọn chứ ở. Mày mở đồng mấy tháng là. Em đàn cũng được xứ. Bạn đội ép thơm nhớ là sướng sướng đây phải ép chân đâu nghe nói mày làm thơm hay lắm à lạnh nữa là rồi đâu ngồi đơn vị nào từ đầu đến cuối là quy hoạch đến đám mà một đơn vị thôi một cái thằng lưu manh lịch sử của thằng lưu manh đấy hỏi xong vợ đâu cái quay bắt tay giờ giờ tí tí đấy rồi hồi nhà đi từ viên đó là mày nói mấy cái đó mày cứ gặp con hà đi đâu bạn bố mày á cái mặt nó cái da hương nhiều ai hết này ai nhỉ